Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay ngày 26 tháng 4 năm 2024, hiện tại thì mình đang đứng ở đường dẫn cầu Rạch Miễu 2, địa phận của cồn Thới Sơn, thuộc địa phận của tỉnh Bến Tre. Trong video hôm nay thì mình sẽ cập nhật cho tất cả quý vị và các bạn thấy được những cái tiến độ mới nhất của dự án cầu Rạch Miễu 2 ngày hôm nay. Hiện tại ở trụ chính B20 phía bên cồn Thới Sơn của tỉnh Tiền Giang, các đơn vị thi công đã hoàn thiện đốt thân trụ thứ 20 và đang tiến hành làm thép đốt thân trụ thứ 21 và đã lên xa leo được một bên rồi. Và trong buổi chiều hôm nay hoặc là ngày mai thì các anh sẽ lên xa leo một bên còn lại. Và cái dầm tạm thì cũng đã lắp xong rồi. Còn phía bên dưới ở chỗ cái dàn đà giáo dầm ngang thì các đơn vị thi công cũng đã hoàn thành lúc trước rồi. Thì bây giờ các đang tiến hành lắp cái khối đà giáo của khối K0, sắp tới thi công K1, K2 dài ra ha, là gần thấy quá hoành tráng luôn. Xa xa bên kia đó là trụ B19 thì các đơn vị thi công cũng đang tiến hành lắp cái dàn đà giáo của khối K0 và đang tiến hành thi công đốt thứ 19 trên tổng 32 đốt. Ở đây là cái xà lan chở chiếc cẩu của đơn vị Đại Nam nè. Đại Nam hay là Tân Nam gì mình nhớ. Đại Thắng. Thì đang chờ để mà sắp tới là sẽ di chuyển những cái phiến dầm lên vị trí đường dẫn để mà tiến hành gác dầm những trụ tiếp theo. Xích vô trong bờ ở đây là trụ B21, 22 nè, 23 nè. Rồi qua đây là 24 nè. Còn ở đây là cái phần cầu dẫn từ ở trong bờ đi ra cái trụ chính Diệ Văn. Ở bên cồn Thới Sơn thì cái phần cầu dẫn này đi ra rất là dễ dàng, thuận lợi. Các anh kỹ sư và các anh công nhân đi cũng dễ dàng hơn. Còn ở bên Tiền Giang thì cái phần cầu dẫn này thì vướng một phần chỗ này. Đi vô trong bờ thì không có, nên là không có cái đường để đi. Nên là các anh em đi làm ra công trường thì phải đi đò, chờ đợi cũng rất là tốn thời gian và di chuyển cũng lâu hơn cái phần cầu dẫn này ha. Nên là tiến độ thì cũng hơi nhỉnh hơn một tí. Nhưng mà về tiến độ tổng thể thì dự án cầu Rạch Miễu 2 vẫn đáp ứng được tiến độ tổng thể, không có bị chậm tiến độ ạ. Và hiện tại phần cầu chính cầu Rạch Miễu 2 thì đang vượt tiến độ khoảng 2 tháng. Ở đây là nhịp biên nè, sắp tới ở đây thì sẽ gác dầm. Dạ, vô đây là gác dầm nè, gác dầm nè. Rất là cao luôn. Ở đây là trụ B25 thì cũng đã hoàn thành rồi. Thì bây giờ chỉ chờ quá trình gác dầm thôi. Còn ở trong trụ B26 này thì phía bên trên thì cũng vừa hoàn thành quá trình bơm bê tông phía bên trên. Quá hoành tráng. Dự án cầu Rạch Miễu 2 dự kiến hoàn thành vào dịp lễ 2 tháng 9 năm 2025 theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, là phải hoàn thành dịp lễ để mà bà con về quê ăn lễ cũng như là đi lại được thuận lợi hơn. Chứ bây giờ ở cầu Rạch Miễu thì thường xuyên kẹt xe và di chuyển rất là khó khăn. Bà con ở hai tỉnh Bến Tre và Tiền Giang cũng rất là trông chờ dự án cầu Rạch Miễu 2 này hoàn thành, đưa vào khai thác sử dụng để mà giảm tải cho cầu Rạch Miễu 1 cũng như là phà tạm Rạch Miễu di chuyển rất là khó khăn mà có đi di chuyển rất là vất vả luôn ạ. Đây là Tân Nam nè, công ty cổ phần xây dựng Tân Nam. Đây là những cái ván khuôn thì đã hoàn thành rồi, thì các đơn vị thi công tiến hành tháo gỡ những cái ván khuôn ra nè. Là trụ B25 nè, 26 nè. Mình sẽ chạy xe từ từ quay cho cả nhà mình thấy được tiến độ của cái phần đường dẫn này như thế nào. 26 thì đang thi công cũng sắp xong rồi. Còn 27 ở đây thì đang thi công đốt thứ tư. Đường dẫn ở phía bờ của Tiền Giang thì cũng đang thi công những trụ giống như vậy, nhưng mà mới có làm thép thôi và đang ốp ván khuôn thi công đổ bê tông đốt đầu tiên thôi, chưa có lên cao được như vậy. Thì các đơn vị thi công cũng đang gấp rút triển khai
các máy móc thiết bị cũng như là khoang cọc nhồi. Đây là trụ B28 nè. 29 thì cũng đã hoàn thành rồi, thì bây giờ chỉ chờ gác dầm từ 29 qua trụ B30. Còn ở trụ B31 sang trụ B32 thì các đơn vị thi công cũng đã hoàn thành gác dầm rồi. Đây là gác 7 phiến dầm. Mỗi phiến dầm như vậy thì dài là 38,2 m và nặng khoảng 80 tấn. Và phía bên trên đó thì các đơn vị thi công đang làm thép phía bên trên để mà chuẩn bị cho cái quá trình bơm bê tông bản mặt cầu. Rồi, đây là từ trụ B31 sang trụ B32 nè. Mặt cầu ở đây thì nhỏ hơn ở cầu Mỹ Thuận 2, nên là chỉ có 7 phiến dầm xúc bê tông thôi. Còn ở cầu Mỹ Thuận 2 là 10 phiến dầm xúc bê tông. Mặt cầu Mỹ Thuận 2 là 28 m, còn ở đây như là 21 m thì phải. Là 32 này, rồi qua đây là 33 này. Mười bốn trước đó thì đã hoàn thành quá trình gác dầm cũng lâu rồi. Ở phía bên trên thì cũng đã đổ bê tông bản mặt cầu phía bên trên xong rồi và đang tiến hành làm lan can hai bên và thép ở trên rất là nhiều luôn ạ. 35 nè, rồi 36, 37, 38, 37 và 38 thì mới gác dầm xong. Rất là hoành tráng luôn. Đây là thép đang đưa ra này, thì cũng tập kết thép bên dưới này, bên trên này, làm bản mặt cầu. Đây là 36 qua 37 thì đang làm thép ha, chưa có bơm bê tông ở trên. Đây là những cái xe của đơn vị gác dầm cũng tập kết ở đây để mà chuẩn bị gác dầm những trụ tiếp theo này. Đây là cái cẩu hôm trước gác dầm đây ạ. Hai cái cẩu phối hợp với nhau gác. Sắp tới thì ở đây là cái nút giao ở cồn Thới Sơn. Đây là điểm tách nhập và cũng như là cái hầm chui nè, kết hợp cái hầm chui ở đây. Vì ở dưới thì có một cái con đường nên là phía bên trên là cái mặt cầu, cái đường dẫn cầu Rình Miễu 2, nên là phía bên dưới là có một cái hầm chui. Là hai bên ở đây thì có một cái điểm tách điểm nhập là cái lối ra lối vào cái phần đường dẫn đây ạ. Mặt đường ở đây rất là cao ráo nha. Và đã hoàn thành quá trình thử tải rồi, gia tải rồi và đang tiến hành dỡ tải và cấp phơi đá dầm. Ở đây sắt thép quá khủng luôn, cũng như cái dàn đà giáo nè. Nhà dân ở cồn Thế Sơn này rất là nhiều, là xe ra vào ở đây cũng rất là đông. Và đây là cái điểm tách nhập đây. Đây là cái lối vào từ cồn Thế Sơn đi Tiền Giang đây. Cũng hoàn thành quá trình gia tải rồi và đang tiến hành rải đá dầm, cấp phối đá dầm ha. Wow, đây rất là rộng luôn. Đó là những tiến độ mới nhất của dự án cầu Rạch Miễu 2 ngày 26 tháng 4 năm 2024, cũng cập nhật nhanh cho tất cả quý vị và các bạn thấy được tại vị trí đường dẫn phía cồn Thế Sơn hôm nay tiến độ như thế nào, cũng như là gác dầm được
ở những trụ nào rồi, còn ở trụ nào chưa ghét thì mình cũng cập nhật cho tất cả quý vị biết được trong video này. Cảm ơn tất cả các cô chú anh chị khán giả rất là nhiều trước giờ đã luôn đồng hành và theo dõi những video trong kênh của mình. Nếu mà quý vị khán giả xem cái kênh của Đất TV mà chưa bấm nút đăng ký kênh thì đừng quên bấm nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo để khi mà mình đăng những video mới nhất về dự án cầu Rạch Miễu 2 và những dự án khác ở miền Tây thì quý vị khán giả sẽ xem ngay được những tiến độ mới nhất của các công trình trọng điểm ở miền Tây nhé. Rồi chúc tất cả quý vị và các bạn có thật nhiều sức khỏe và đón xem những video tiếp theo của mình nhé. Bye bye.